Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đã có những thời điểm lượng máu dự trữ cho phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế khá eo hẹp. Những lúc như vậy, chính những nhân viên y tế và những tấm lòng thiện nguyện luôn có mặt kịp thời để sẻ chia những giọt máu quý giá cứu chữa người bệnh. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh là nơi nhiều bệnh nhi mắc tan máu bẩm sinh của tỉnh điều trị thường xuyên. Hàng tháng, các em phải truyền máu để duy trì sự sống. Để đảm bảo nguồn máu duy trì việc điều trị cho các em, có rất nhiều y bác sĩ của viện đã tham gia hiến máu tình nguyện. Có những người chỉ cần vừa đủ thời gian 3 tháng là sẽ lại chủ động đăng ký cho máu. Hàng ngày, hàng tuần thì các bác vẫn tiếp nhận nhưng nhiều rất nhiều bạn thalassemia. Các em mới nhiều khi là truyền máu từ bé, từ lúc có khi là 1 tuổi, 2 tuổi và bây giờ các em mới 14, 15 tuổi rồi. Và mình biết cuộc sống của bạn ấy gặp rất nhiều khó khăn. Nên là có vấn đề gì hoặc là có những đợt tiêm máu tình nguyện thì các bác rất tích cực tham gia thì hy vọng là một phần nào có thể giúp đỡ các em ấy. Trong thời gian qua, để đảm bảo an toàn phòng dịch, dù ít tổ chức được những đợt hiến máu quy mô lớn, song tại Quảng Ninh không xảy ra tình trạng cạn kiệt nguồn máu phục vụ cấp cứu điều trị. Điều này cũng một phần nhờ sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác hiến máu tình nguyện. Khi có sự kêu gọi của các bệnh viện, luôn có những tình nguyện viên có mặt kịp thời để cho máu. Cũng như ngành y tế nói chung thì luôn phát huy tốt rất cao cái tinh thần mà hiến máu nhân đạo. Bởi vì chúng tôi ý thức được rằng cái máu là một phần rất quan trọng cũng như trong công tác cấp cứu, đặc biệt là trong người bệnh nặng, bệnh trọng cần có máu để cấp cứu. Tôi kêu gọi tất cả mọi người chung tay chung sức tham gia và hiến máu nhân đạo. Việc đảm bảo đủ nguồn máu đã góp phần quan trọng giúp người bệnh được kịp thời cấp cứu và điều trị. Từ những giọt máu quý giá được sẻ chia, nhiều cuộc đời đã được ở lại. Con muốn cảm ơn các cô chú, anh chị đã hiến máu cho con để con được truyền và cũng như các bạn bị bệnh như con được truyền để được sinh hoạt hoặc là động bình thường như các bạn không bị ạ. Hiến máu cứu người, đây không chỉ là nghĩa cử nhân văn mà còn là cách để mỗi người thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương trong xã hội.